Xin chào toàn thể tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi. Hiện tại thì Phương Nga đang đứng trên trục đường, đó là đường Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi, trước Ủy ban Nhân dân thành phố, đứng cạnh khách sạn Crest. Và hiện tại quang cảnh bây giờ thì mọi người dân đang háo hức, và ở đây nhịp độ rất là sôi động và nhộn nhịp. Người dân Sài Gòn ở nhiều nơi và ngay cả du khách cũng háo hức đến đường hoa Nguyễn Huệ. Cứ mỗi độ xuân về thì trên phố đi bộ Nguyễn Huệ ngày 28 Tết, trước thời điểm khai mạc á, thì đường hoa Nguyễn Huệ có nhiều người dân thành phố được trải nghiệm hưởng lãm không khí xuân, đem về sắc hoa tràn ngập trên đường phố. Và hiện tại mọi người đang được tham quan và nhiều du khách đến đây cũng tham dự vào cái đêm, những đêm lễ hội này. Đường hoa Nguyễn Huệ Kỷ Hợi được thi công từ ngày 18 tháng Giêng, tức 13 tháng Chạp, đến ngày 2 tháng 2, tức là ngày 28 tháng Chạp. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Kỷ Hợi năm 2019 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ đã khai mạc lúc 19 giờ ngày 2 tháng 2 năm 2019, tức là ngày 28 tháng Chạp, cho đến ngày 8 tháng 2 năm 2019, tức là 14. Đây là đường hoa thứ 16 liên tiếp diễn ra tại thành phố để đón chào Tết cổ truyền của dân tộc. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đường hoa với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh vững bước phương xa, với tổng chiều dài là 720m. Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ đã khoác lên mình chiếc áo mùa xuân rực rỡ, thể hiện trong 3 phân đoạn chính của đường hoa, đó là thành phố nghĩa tình, giàu bản sắc, thành phố thông minh, thành phố của tương lai và đô thị sáng tạo. Đường hoa với những đại cảnh tiểu cảnh được sắp xếp đầy tính nghệ thuật đan xen với công nghệ hòa quyện giữa những lăng kính huyền ảo, độ sóng sánh của nước và sắc màu của ánh sáng. Ngay cổng trước Ủy ban Nhân dân thành phố, ở vị trí trung tâm là đại gia đình Hợi với 9 thành viên cùng nhau đi chơi Tết, sắm Tết ở chợ Bến Thành. Chiều cao của cổng chính là 6,8m, trong đó heo cha cao 2,9m, heo mẹ cao 2,6m, trong trang phục áo dài nón lá, áo dài khăn rằn đặc trưng của Nam Bộ, với hai gam màu chủ đạo, đó là màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, màu vàng sự thịnh vượng, mang lại cảm giác hưng phấn đầy năng lượng trong một năm mới vạn sự tốt đẹp. Những hoạt động kết nối tổ chức trong khu trưng bày nghệ thuật cắm hoa do các đơn vị hệ thống của Sài Gòn Tourist tại thành phố thực hiện trong khu vực đường hoa, bố trí một số điểm giải khát và ẩm thực trên vỉa hè hai bên đường Nguyễn Huệ phục vụ cho khách tham quan đường hoa. Chương trình trang hoàng mặt phố và biểu diễn dog show tại mặt tiền các đơn vị thuộc hệ thống của Sài Gòn Tourist ngày 19 tháng Giêng cho đến ngày 10 tháng 2, tức là mùng 6 Tết. Mô hình tiểu cảnh và nhiều mô hình đồ vật đặc trưng của Sài Gòn được sắp đặt khéo léo giữa hàng ngàn bông hoa khoe sắc giữa đường hoa. Các loại hoa từ khắp nơi hội tụ tại đường hoa được kết nối với những chi tiết tạo ra cái sự khác biệt. Ngay trong phân đoạn đầu tiên thì các anh chị sẽ nhìn thấy rõ.
Trong khúc này thì mình sẽ thấy là rất nhiều các loại hoa được quy tụ từ khắp nơi, đặc biệt là những loại hoa được quy tụ từ các vùng miền ở các tỉnh miền Nam, những vùng đồng bằng ở dưới khu vực đồng bằng sông Cửu Long ở dưới Tiền Giang đi lên. Và đại cảnh giai điệu mùa xuân, thế giới của hoa, cây lá cao và tre đan xen nhau hài hòa, nét mộc mạc từ mái che bằng mây tre lá cùng với các khóm trụ tre nhỏ bên dưới tôn lên nét đẹp yêu kiều của phong lan. Loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp của tình yêu và sự chân thành và tính hoàn mỹ. Và từ giao lộ Nguyễn Huệ và Ngô Đức Kế là phân đoạn 3 của đô thị sáng tạo, thể hiện mới toàn diện của thành phố Hồ Chí Minh như nông nghiệp thông minh, tri thức trẻ thơ, tương lai, kính vạn hoa, thể hiện những sự thay đổi do công nghệ 4.0 mang lại cho thành phố Hồ Chí Minh. Riêng đại cảnh tinh hoa vươn cao cuối đường là một chuỗi tiểu đại cảnh thống nhất dài 50 mét, trong đó nổi bật lên là búp hoa với dàn đèn led.
Và từ giao lộ đường Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế, đó là phân đoạn thứ 3, đô thị sáng tạo thể hiện sự thay đổi toàn diện của thành phố Hồ Chí Minh như nông nghiệp thông minh, tri thức trẻ thơ, tương lai xanh, kính vạn khoa thể hiện những thay đổi của công nghệ 4.0 mang lại cho dân thành phố. Riêng đại cảnh tinh hoa vươn cao, cuối đường hoa là một chuỗi tiểu cảnh đại cảnh thống nhất dài 50 mét, trong đó nổi bật lên búp hoa với dàn đèn led hé lộ con số 2019, thể hiện sự khát vọng trong năm Kỷ Hợi 2019, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến thêm một bước quan trọng trên hành trình trở thành thành phố thông minh và đạt được sự phát triển bền vững trong nhiều lĩnh vực. Và trong cái phân đoạn tiểu cảnh này, chúng ta thấy được là có sự kết hợp giữa các vùng miền, nào là ở khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, được thể hiện qua những cái hình ảnh của các linh vật. Hợi, chú thì đánh trống, chú thì thổi kèn, chú thì chơi đàn. Và bên cạnh những cái cây dừa và những cái cây sương rồng đặc trưng của vùng miền, và đặc biệt là đối với linh vật này, thể hiện sự hóm hỉnh, vui tươi, lạc quan và yêu đời. Và đặc biệt khi đến nơi đây tham quan thì mọi người dân cần phải chú ý, đừng để mà cho các em nhỏ, tại vì có nhiều bạn nhỏ rất là tinh nghịch, bạn lụm những cái viên sỏi này và ném vào cái khu vực này thì nó sẽ tạo ra cái mỹ quan không được đẹp. Do đó là bà mẹ đi chung thì nên chú ý và nhắc nhở con em mình. Cái khu vực tiểu cảnh này rất đặc biệt và có thể chúng ta sẽ ghi lại những cái bức hình đẹp.
Năm nay ban tổ chức áp dụng cái công nghệ modlet thì giúp cho những cái chậu hoa tự phát sáng và chuyển màu trong đêm. Và đặc biệt dưới trước mặt mình đó là hình ảnh của một cái con trai và tự chuyển động nắp ngọc trai, tự động đóng mở liên tục để tạo thành hơi thở của cuộc sống về đêm cho đại dương ở trên đường hoa Nguyễn Huệ. Bên cạnh đó, hai bên của khu vực này thì có những cái tiểu cảnh như là những mô hình trồng rau sạch. Rồi bên cạnh đó có khu vực trưng bày trồng nấm linh chi kết hợp với những cái chậu dâu sạch. Đây là đặc trưng điển hình của nước Việt Nam trong sắp tới là những cái mô hình trồng rau sạch và dâu sạch. Và những cái công nghệ mới sẽ được áp dụng vào. Con linh vật này với những màu sắc sặc sỡ khác nhau và thể hiện qua những hoạt động khác nhau ở trong tiểu cảnh. Nào là hình ảnh của những người giống như nghệ sĩ, nào là hình ảnh của những bác nông dân và công nhân. Bên cạnh đó thì đại cảnh nhịp cầu hoa với cầu gỗ không tay vịn bắc qua thảm hoa lớn. Nhiều họa tiết mô tả sự chuyển động cùng những quả cầu mang biểu tượng là Big Data, thể hiện sự gắn kết hiện hữu của công nghệ trong mọi mặt của cuộc sống. Công nghệ giúp kết nối phân tích dữ liệu rộng hơn, sâu hơn. Mọi người có thể nghiên cứu, phân tích, dự đoán và đưa ra những giải pháp giúp cải thiện nhiều khía cạnh của cuộc sống, điều hành, kinh doanh và y học. Nga vừa giới thiệu cho tất cả các anh chị xem đây là khu vực của đường hoa Nguyễn Huệ năm 2019 về đêm. Và nếu như các anh chị có điều kiện, các anh chị sẽ đi tham dự khu vực đường hoa Nguyễn Huệ năm 2019 này vào 3 ngày sẽ thấy cái vẻ đẹp riêng của mỗi buổi. Buổi sáng thì có vẻ đẹp riêng và buổi tối sẽ có vẻ đẹp riêng. Và cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi.